Chào các bạn, hôm nay mình sẽ review về một ICO, đó là ICO LoveStock. ICO này thì đề cập đến là bán thẻ tham dự, có bản chỉ dẫn bản tải về từ white paper, đội nghề nghiệp, tin tức cũng như nền tảng tài trợ cho tương lai, một cách mới để đầu tư vào đổi mới. ICO đang mở bán hiện tại, các bạn có thể mua LoveCoin tại đây ạ. Thế giới của ngày mai được xây dựng trên các dự án đổi mới được tạo ra ngày nay. Ngày nay sự đổi mới trong trọng tâm của xã hội chúng ta, một số thách thức xã hội lớn như sinh thái quá tải hoặc sự phân cấp khác như thu hút năng lực của các xã hội chúng ta để tìm ra các giải pháp sáng tạo cũng sẽ giúp giải quyết những vấn đề này. Tuy nhiên, hiện tại rất khó cho một cá nhân tham gia trực tiếp vào một dự án sáng tạo. Xét xét tầm quan trọng của các cộng đồng sáng tạo đối với cuộc sống của chúng ta hiện tại trong tương lai, chúng ta nghĩ rằng bất cứ ai cũng phải có cơ hội tham gia vào quá trình này và ở mọi cấp độ trách nhiệm. Đây là video của chúng tôi trên YouTube nói về ICO LoveStock. Các bạn có thể click vào đây để dẫn đến video của chúng xem xét được kỹ càng chi tiết hơn. Hiện tại thì có 22,9 triệu bằng sáng chế được nộp mỗi năm, trong đó giá trị trung bình bằng sáng chế trên thị trường môi giới là 4.400.000 đô la. Được tạo ra bởi các bằng sáng chế cấp phép mỗi năm là đạt tới 180 tỷ đô la. Về tài liệu liên quan thì ở đây chúng ta có ICO đưa ra bản về white paper, tin nhắn cũng như hệ sinh thái LoveStock, một cách mới để tài trợ cho sự đổi mới, để mở hội hệ sinh thái sáng tạo cho tất cả mọi người. LoveStock dự định sử dụng các mô hình huy động vốn cộng đồng khác nhau bằng cách kết hợp khái niệm và bằng sáng chế. Sau khi dự án đổi mới hoàn thành và công nghệ đặc hoặc sản phẩm được phát triển, mỗi nhà đầu tư sẽ nắm giữ một phần sở hữu sáng chế, chia sẻ quyền sở hữu bằng sáng chế và theo dõi quá trình đổi mới được thực hiện nhờ công nghệ blockchain và hợp đồng thông minh thông qua nền tảng LoveStock. Phổ cập, mọi người đều có thể đầu tư vào sở hữu trí tuệ từ khắp nơi trên thế giới. Có lợi nhuận, nếu không có trung gian, lợi nhuận được đưa ra từ việc bán hàng bằng sáng chế được phân chia giữa nhà đầu tư cũng như nhà đầu tư ban đầu của họ. Phân cấp đầu tư nghiên cứu và tài sản bằng sáng chế sẽ có sẵn tất cả mọi người và không chỉ cho các công ty toàn cầu. Bảo đảm đầu tư và phát minh tài sản được bảo đảm thông qua các công nghệ blockchain và hợp đồng thông minh trong suốt. Tính minh bạch là chìa khóa để thành công cho các dự án blockchain. Ứng dụng phi tập trung của chúng tôi là nguồn mở đảm bảo chất lượng và độ tin cậy. Gây rối, cách mạng hóa hệ sinh thái đầu tư nghiên cứu bằng cách kết nối các nhà đầu tư với các nhà nghiên cứu nhờ các hợp đồng blockchain và thông minh. Đáng tin cậy, tất cả các dự án nghiên cứu đều được một nhóm chuyên gia và luật sư sáng chế của chúng tôi xác minh. Giới thiệu nền tảng LoveStock. Nền tảng LoveStock là một ứng dụng phi tập trung DApp được xây dựng trên mạng Ethereum, cung cấp một liên kết giữa những người mang dự án sáng tạo và nhà đầu tư. Vì vậy, bất cứ một ai cũng có thể hỗ trợ các dự án sáng tạo hiện nay trên nền tảng này. Một khi sự đổi mới được phát triển, một hoặc một số bằng sáng chế được đệ trình để bảo vệ và sáng chế, mỗi nhà đầu tư sở hữu cổ phần và các bằng sáng chế đã nộp tương ứng với khoản đầu tư của họ ban đầu. Đây là mô hình của ICO LoveStock. Đầu tư bằng LoveCoin, đầu tư vào các dự án sáng tạo được dễ dàng hơn. LoveStock đã phát triển mã thông báo riêng của mình, đó là LoveCoin. Ngoài việc độc lập với tỷ giá thay đổi của các tiền tệ như fiat, như đô la, LoveCoin cho phép một tương tác dễ dàng hơn với các hợp đồng thông minh. Coi đó như là một mã thông báo ERC20. Mã thông báo ERC20 LoveCoin tối đa với là 42 mê, ký hiệu là LAB. Lộ trình thì hình thành từ năm 2017, tiếp đó thì sau quá trình phát triển đến năm 2018 thì dự án ICO sẽ đưa ra kế hoạch phát triển trong năm 2018 cho đến năm 2019. Về trao đổi giao dịch, LAP sẽ có sẵn vào cuối ngày ICO, đó là ngày 24 tháng 6 năm 2018. Xây dựng một hệ sinh thái mới thì các bạn có thể theo dõi trên ICO thông qua các đơn vị đánh giá như ICO Ben, Check ICO, ICO Alex, Crytopnik, CoinGecko, ICO Baza, ICO Shaker. Các bạn có thể mua token
như muốn lắp coin ngay bây của ICO này ngay bây giờ tại đây ạ. Video giới thiệu của mình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại.